là rượu ngọt, bởi vì chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền thông của Đức Mạnh Audio. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái mẫu đẩy liền vang đến từ hãng JBL với cái model là Beyond 3. Thì cái model Beyond 3 này là một cái sản phẩm hoàn toàn mới trên thị trường và được nhập khẩu phân phối chính thức bởi Basa Audio. Thì nó sẽ là một cái lựa chọn thay thế cho các cái âm ly truyền thống, nhưng nó sẽ làm lên một cái chất lượng âm thanh cũng như là sự nhỏ gọn cho các cái hộ gia đình có diện tích nhỏ. Thì trước tiên để mình sơ qua về kích thước của cái con đẩy liền vang này, thì với một cái kích thước thiết kế với cái chiều ngang nó là khoảng 42 cm, cái độ cao là 7.6 cm và cái hậu của nó là 35 cm, thì cái trọng lượng của nó thì nằm đâu đó khoảng là 5.5 kg. Một cái thiết kế rất là nhỏ gọn và trọng lượng rất là nhẹ, nhưng mà hãng thì công bố là khoảng công suất cho ra là 360W từ một kênh. Thì tại sao nó lại có một cái khoảng công suất lớn như thế, thì xíu nữa chúng ta sẽ đi vào cái phần chi tiết kỹ thuật của con Beyond 3 này. Thì trước tiên để mình giới thiệu sơ qua cho các bạn về cái ngoại hình bên ngoài cũng như là các cái cổng kết nối. Các bạn phải thấy được cái thiết kế mặt trước nó rất là hiền phải không các bạn. Ngay chính giữa chính là một cái màn hình LCD dùng để hiển thị hết tất cả các cái thông tin kỹ thuật mà người tiêu dùng có thể nhìn thấy được khi mà chúng ta điều chỉnh mặc định. Khi mở nguồn lên, các bạn sẽ thấy được nó sẽ có các cái thông số để mà hiển thị cho cái phần nhạc nền, cho cái phần âm lượng, cho cái phần tiếng vang và âm lượng cho cái phần music. Phía trên đây sẽ có các cái nhạc chế cái độ EFX, chính là cái phần mềm có tống hú, và đây chính là cái đường mix. Ở bên dưới sẽ là các cái scale dùng để thay đổi cái tông nhạc, và bên đây chính là cái đường input nhạc đầu vào. Phía bên đây chính là cái mod mà chúng ta sẽ gọi ra, và bên đây chính là cái mức cắt chống hú. Đó là cái màn hình khi mà chúng ta mở nguồn lên nó sẽ hiển thị. Và chúng ta để đi vào phía bên đây, các bạn thấy được ở đây là một cái nút nguồn. Chúng ta sẽ mở tắt nguồn bằng một cái nút nhấn như thế. Phía trên chính là một cái nút xây để chữ music, nó sẽ là cái nút dùng để thay đổi cái âm lượng tăng giảm lớn nhỏ cho cái mức nhạc nền. Khi các bạn nhấn vào thì nó sẽ đi vào cái phần cài đặt chính cho cái phần nhạc nền, và chúng ta chỉ phần xây cái nút effect lên đây nè để mà thay đổi chọn các cái mức cắt như là cái đường left voice, right voice, cái đường low cut, high cut, vân vân. Và cái phần EQ thì đối với cái con Beyond 3 này, hãng sẽ trang bị 15 băng tần EQ cho cái phần music đó. Thì đi về phía bên đây sẽ có một cái cổng USB để chúng ta cắm vào chúng ta chơi nhạc, tương ứng với các cái nút để điều khiển tăng giảm các cái bài nhạc chúng ta lưu thông USB. Phía bên dưới chính là các cái logo Bluetooth đấy, rồi USB layer vào cái cổng HDMI đó. Phía bên đây sẽ có một cái nút nhấn key dùng để thay đổi cái tông nhạc. Phía dưới là một cái nút dùng để chuyển chọn chế độ nhạc đầu vào. Đi về phía bên đây sẽ có một cái nút M. Nút M này là nút để mà chúng ta khi mà chúng ta nhấn vào thì cái phần mod ở đây nó sẽ được gọi ra. Chúng ta sẽ cần xây cái nút effect để chúng ta gọi các cái mod lưu dữ liệu ra. Thì đối với con Beyond 3 thì hãng sẽ cho phép chúng ta lưu tối đa là 8 mod dữ liệu, với 3 mod lập trình sẵn của hãng và 5 mod ở chế độ user, ở chế độ người tiêu dùng. Phía bên dưới chính là một cái nút black quay lại. Và đặc biệt đối với con Beyond 3 này, khi chúng ta nhấn giữ hai cái nút mod và cái nút quay lại
thì nó sẽ tự động đi vào cái phần cài đặt chính của cái phần mềm. Ở trong phần cài đặt chính này các bạn có thể nhìn thấy được trên màn hình, nó sẽ cho chúng ta gọi ra được các cái chế độ nhạc khi khởi động, nhạc maximum cũng như là tương ứng cho cái đường mid, đường effect. Các bạn có thể thấy được đây, rất là nhiều các cái chế độ mà chúng ta gọi ra luôn. Và đặc biệt ở một cái mà mình rất là thích, đó chính là trên cái con Beyond 3 này hãng đã set sẵn các cái mức âm thanh cũng như các cái đáp tần để mà cho các cái dòng loa tương ứng của hãng JBL. Đây các bạn hãy nhìn thấy vào màn hình, tương ứng cho chúng ta có thể gọi ra được cho cái dòng Bass 10 nè, Bass 12, các cái dòng loa của KI 512 nè bạn, KI 50 nó đó là các cái dòng loa mà hãng họ đã set sẵn cái phần đáp tiếng trên cái con Beyond 3 này. Khi mà chúng ta sử dụng với cái loa đó, chúng ta ghép với loa đó, chúng ta chỉ cần gọi nó ra thì đương nhiên nó sẽ tự động lấy cái phần chương trình ra cũng như là cân các cái trở kháng cũng như công suất để mà phối ghép phù hợp với loa. Phía bên đây là một cái nút effect dùng để tăng giảm cái âm lượng cho cái thằng tiếng vang. Tương ứng nếu các bạn muốn thay đổi cái phần effect thì chúng ta cần nhấn vào và chúng ta chỉ cần thay đổi thôi. Bên đây sẽ là cái nút để mà tinh giảm cái âm lượng cho phần mid, nhấn vào mà chúng ta sẽ thay đổi. Ở bên dưới đây sẽ có hai cái trạm mid đầu vào và tương ứng với nó sẽ là hai cái nút dùng để tăng giảm cái âm lượng lớn và nhỏ. Đó là phần cơ bản về cái phần mặt trước của con JBL Beyond 3. Thì để mình xây lại cái mặt sau để giới thiệu cho các bạn. Quay về mặt sau của Ampli thì các bạn có thể thấy được ở phía bên đây sẽ có một cái đường để lấy cái mic đầu vào. Chúng ta có thể cắm ở phía trước nhưng cũng có thể cắm ở phía sau, rất là gọn. Và ở phía dưới sẽ là các cái jack RCA để nhận tín hiệu nhạc đầu vào cho đường music in. Sẽ có hai đường là đường VOD và đường BGM. Đối với tín hiệu ga sẽ có được cho mình một cái cổng out ngõ ga, có một cái cổng sub out ga và trên đây là một cái cổng dùng để re-âm. Phía dưới đây là một cái cổng optical nhưng mà lấy tín hiệu kỹ thuật số. Kế bên là một cái cổng USB. Cái cổng này thì các bạn có thể sử dụng kết nối với máy tính của mình để mà chúng ta tinh chỉnh âm thanh trên một cái phần mềm chuyên dụng cho con Beyond 3. Phía trên là các cái cổng HDMI dùng để lấy tín hiệu nhạc đầu vào, chúng ta có thể kết nối cái đường HDMI được nha bạn, rất là nhiều các cái cổng luôn. Bên đây thì là các cái số series của sản phẩm và cái mẫu JBL Beyond 3 này được sản xuất tại China nha các bạn. Kế bên là hai cái trạm bắp chuối dùng để xuất tín hiệu ngõ ga loa, trạm bắp chuối. Và ở cái khu vực bên đây là các cái đường lưới được dập hình tổ ong dùng để tối ưu hơn về cái khả năng giải nhiệt cho cái phần mặt công suất ở bên trong như thế này. Và ở bên đây là một cái cổng lấy nguồn. Ở phía bên hông của sản phẩm đó chính là một cái tem hàng chính hãng 3 sao. Đó là các cái chi tiết ở phía bên ngoài cũng như là hình dáng của cái sản phẩm đẩy liền vang JBL Beyond 3 mình vừa giới thiệu sơ qua cho các bạn. Nói về chi tiết kỹ thuật của con đẩy liền vang JBL Beyond 3 thì người tiêu dùng có thể kết nối chơi nhạc hoặc hát karaoke thông qua các cổng như cổng là Bluetooth, cổng optical, một cái USB và cái cổng HDMI và cổng RCA, nó rất là nhiều cổng đầu vào để chúng ta có thể lựa chọn và chúng ta sử dụng. JBL Beyond 3 thì sử dụng một cái bộ mạch khuếch đại Class D và bộ chuyển đổi nguồn xung cho nên nó rất là nhỏ gọn và rất là nhẹ, nhưng nó vẫn đảm bảo được cái mức công suất rất là lớn là 360W ngõ ga. Việc sử dụng cái bộ khuếch đại đó thì nó có một cái độ ổn định rất là cao, một cái hiệu suất rất là lớn, nhưng cái lượng nhiệt thì sinh ra rất là thấp cho nên lúc nào nó hoạt động cũng rất là mát đó các bạn. Nói về dòng xử lý, vi xử lý thì nó sẽ sử dụng một cái con chip DSP đến từ hãng Analog Devices với cái model là ADAU1466. Để soi kỹ hơn về các cái linh kiện thì để ở clip đằng sau mình sẽ mở nắp cái sản phẩm này ra và cùng với các bạn chúng ta tham khảo kỹ hơn về cái hệ linh kiện của nó. Và bây giờ thì mình sẽ ghép nó với các thiết bị để tạo thành một cái bộ dàn karaoke giới thiệu đến cho các bạn để các bạn có thể nghe và đánh giá được cái chất lượng âm thanh của cái mẫu đẩy liền vang JBL Beyond 3. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành phối ghép nhé. Và mình đã phối ghép thành một bộ dàn karaoke.
Những thiết bị để cấu tạo thành cái bộ dàn này sẽ bao gồm một cặp loa treo CBL Bass 10. Đây là một cặp loa treo với kích thước rất là vừa vặn, rất là tiện dụng trong các cái không gian gia đình, với cái mức công suất là 200W trên một loa. Đi với cái nó sẽ là một cái bộ micro JBL VM300, một mẫu Miro JBL đang rất là ưa chuộng với cái khả năng bắt sóng tốt, độ ổn định và cái khả năng tái tạo giọng hát cũng như là cái phần tiếng hát của mình rất là ấm. Để lấy dễ trầm thì mình sẽ phối ghép với nó là một cái quả loa súp đến từ hãng Clip với cái model là Clip SBL120. Đó. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành hát karaoke để cho các bạn đánh giá được cái chất lượng âm thanh của cái bộ đẩy liền vang JBL Beyond 3 này. Đối với cái combo karaoke này sẽ đáp ứng tốt cho các cái không gian karaoke nằm trong khoảng 25m² đổ lại cũng như là trong các cái không gian chung cư, thì nó sẽ hoàn toàn lấp đầy cái khoảng ca hát, khả năng chống hú rất là tốt. Thì nếu các bạn quan tâm đến cái bộ karaoke này cũng như là quan tâm đến cái mẫu sản phẩm đẩy liền vang JBL Beyond 3 thì hãy nhanh tay liên hệ với shop Đức Mạnh Audio, chúng tôi sẽ giao hàng lắp đặt miễn phí cho các bạn. Bao kỷ niệm, bao từng tròn ca một đêm.